Trời ơi, bà con cô bác ơi, xả hàng bất chấp nè, kem trộn lụi tàn mỹ phẩm cao cấp Hàn Quốc nè, xả hàng bất chấp nè các bạn ơi, ế quá rồi, vô mua giùm đi, mua một hộp là tặng ba hộp, mua ba hộp là tặng 10 hộp, trời đất quỷ thần thiên địa ơi, kem mỹ phẩm cao cấp Hàn Quốc mà đi bán xả y như là bán đồ la ở ngoài chợ vậy đó. Rồi các bạn biết là cái chất lượng sản phẩm sao rồi, nó ế gì mà ế tàn nhẫn mà không ai mua hết trơn á. Trời ơi, bữa hổm hôm nghỉ chơi với ngang lụi tàn rồi nói xấu nói xa người ta, rồi bây giờ quay qua hợp tác nữa. Rồi rồi ai nó ai mà chơi chung với bà 62 với con ngang lụi tàn này, cỡ nào cỡ cũng phải quay cái lưng lại là bắt đầu phải có 2-3 cây nó ghim ở sau lưng rồi, ghê lắm. Chưa kể là còn lên trên là đường live stream mà còn chửi bới lẫn nhau. Bữa hổm ngang lụi tàn nó có chửi bà 62 là coi như hỏng não, hơi gọi như là hơi khờ khờ đó, đồng bằng không nói, nói nguyên văn ra thì mất công YouTube bắt bẻ nữa. Hôm nay đây đồng bằng nói vụ bà 62 này, anh YouTube anh cảnh báo ra đồng bằng mấy cái biên bản rồi đó. Nó mày nó quá, mày nói chính xác quá ra đồng bằng ơi, trời đất ơi. Giờ lên đường like người ta nói không có ai coi á, hồi xưa còn được vài trăm người, bây giờ còn có vài chục người à. Là bạn biết là gia đình của bà không à, gia đình của bà với bà mướn đồ vô nữa, mấy ngàn người vô coi like cho bà đó. Ôi đất quỷ thần thiên địa ơi, giờ đâu có ai mua nữa, người ta ghét lắm. Ăn ở làm sao mà ghét, người ta ghét cay đắng, lên live bán hàng vô chửi không. Nên chưa kể nó đặt hàng rồi nó bơm nữa, trời đất ơi, làm ăn riết rồi thôi. Bởi ghét không ai ưa bà là tại vì bà là xạo quá đó bà méo ơi. Bà coi lại cách ăn ở của bà đi, thiệt luôn á, giờ không ai ưa bà. Bà hồi xưa làm video rồi ha, ăn uống rồi người ta còn ủng hộ rồi, chứ bây giờ mà vô đó coi coi mấy cái video của bà nó trúng chửi không, trời đất ơi, ăn ở gì mà trúng chửi không. Ôi bà chỉ gặp tôi không bao giờ tôi lên đó tôi làm nữa, mà quên không lên đó để trúng chửi, để gì có tiền, trời đất ơi. Phải mặt dày đó, mặt dày như bà bây giờ già cả rồi làm gì sống, phải trường cái mặt ra cho trúng chửi, cho người này người kia chửi mới có tiền chứ. Trời đất, mà người ta chửi đúng chứ người ta chửi sai, mà gặp trai đồng bằng ra đồng bằng cũng không bao giờ làm vậy, nghỉ khỏe. Trời ơi, ăn tiền mà bị người ta chửi quá thôi nghỉ, để chồng bà đó về nó nuôi bà đi. Trời đất ơi, bà tôi nó đảm bảo bà mà hết tiền nó không đá đít bà, tôi thua gì cũng thua thiệt sự luôn á. Đại gia đất Cao Bằng gì đại gia nổ thì có. Trời ơi, ngày hôm qua hôm kia ta nói ha, bả với thằng đá lót đường, thằng heo nọc gì đó lên trên đường ai á, ngồi so sánh nói trời ơi vợ chồng của bả bây giờ nổi tiếng quá trời quá đất rồi, ai cũng biết tới á. Rồi người ta ganh ghét, người ta ganh tị, người ta vô người ta chửi bới bả, đó là cái chuyện bình thường. Bả đem bả so sánh thị thiên, bả nói như thị thiên cũng vậy, đi làm việc thiện việc tốt mà bị người ta chửi rủa này kia kia nọ cũng y như vợ chồng bà. Tôi nói thiệt với bà mà bà đem bà ra bà so sánh với Thủy Tiên, trời đất ơi. Bà biết là cái con cóc ghẻ mà bà đi so sánh với con hạt không, tôi nói thiệt luôn á. Trời ơi, người ta người nổi tiếng là người ta nhờ vào cái gì, là cái tài năng của người ta đó, rồi cái tâm tâm thiện của người ta. Còn bà nổi tiếng gì, lố lăng mất nết đó, mất nết xã hội, già già 2 thứ tóc rồi mà đi đi lấy thằng trai rẻ, rồi tuyên bố là bà là mất nết đầu tiên ở đất Việt Nam đó. Bởi bà mất nết vậy người ta mới vô người ta coi bà, chứ bà mà nổi tiếng cái giống ôn gì, mà bà đâu có làm việc gì tốt, bà toàn là bà đi làm những cái chuyện lố lăng của xã hội, đi đóng phim heo phim nghèo rồi đó. Hồi xưa là 2 năm về trước là bà tàn rồi, bà lụi rồi, đâu có ai còn nhớ tới bà nữa. Bà đi hợp tác với là Hường Hôi đó, lên đóng phim heo phim nghèo rồi ha, nghe lời rồi chửi bới người này người kia rồi này kia cái nọ ha, rồi bây giờ nghỉ chơi với bà rồi đó, rồi tan luôn, sự nghiệp tan tành theo mây khói, giờ ai đâu chơi chung với bà nữa. Trời ơi, trời ơi, nó cho ăn ha, nó cho ăn nó cho tiền xong rồi cái nghỉ chơi thì cái nó bóc phốt ha, nó nói xấu này nó kia ha. Trời ơi, nhục không. Ồ, ăn cho đã rồi ha, ăn cơm chúa múa tối ngày đó, vậy đó đúng rồi đó. Ôi ăn cơm chúa phải múa tối ngày đó,
hung hít ôm ẩm rồi nó đưa cái mặt lên rồi nó mổ, nó xẻ cho cái mỏ, bây giờ mỏ méo xẹo rồi, rồi xong rồi tặng cho cái mỏ méo khuyến mãi cho cái mỏ méo nữa. Rồi bây giờ ế ẩm bác không ai coi, rồi hàng chồng bà bữa nay rụng tóc chưa, bữa hổm thấy đem chồng ra làm vật thí nghiệm. Trời ơi mày ha thằng đá lót đường, mày chỉ gặp tao không bao giờ mà tao ở đó tao làm vật thí nghiệm đâu. Trời ơi sao bà tự sáng chế, bà không lấy cái đầu bà gọi đi, bà bắt tôi gọi bà nhai chim lên cho người ta coi, bà bắt tôi ra làm vật thí nghiệm mấy thôi. Ai mà làm với trai đồng bằng không bao giờ đi làm cái vấn đề đó, chắc thiệt. Gọi đi rồi vài bữa nữa rồi rụng hết mấy cái tóc, đội tóc giả là thấy bà nữa chứ trời ơi. Ế lắm mấy bạn ơi, trời ơi kem ế đây, kem trộn ế đây, kem lụi tàn ế đây, 10.000 ba hũ, trời đất ơi. Kem cao cấp Hàn Quốc đó. Rồi à, nghe tao là rộ tin đồn là cái con ngang lụi tàn gì đó là thiếu nợ tiền gì của người ta là cả năm trời chưa trả kìa. Bởi vậy cho nên ai mà đang có ý định hoặc là đã mua hàng của bà méo rồi đó thì là hãy cân nhắc đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng nha. Trời ơi, để rồi có cái gì thiệt hại rồi là đổ thừa cho bà là bà không có chịu đâu. Bà chối ra ghê lắm, cái mỏ vô méo chối hay lắm, hổm bán bồ kết nước người ta quá. Ta hô hư hao này kia nọ chối rồi, bây giờ quảng hồng rồi qua làm bồ kết khô rồi với lá chua là lá giang á, lá giang ở trong miền Nam để dành nấu lẩu đồ ăn đó. Trời ơi, lấy lá giang lá chua đi gội đầu thứ gì mà chịu nổi không. Bây giờ là xong rồi, tàn lụi rồi, đâu có còn gì nữa. Còn bây giờ còn một cái là cái mỏ méo, được tặng được cái mỏ méo, với cái hai nữa là bây giờ bả sống gọi như là bả sống với Photoshop không à. Mà sao hai bây giờ bả hợp tác với Photoshop á. Trời đất ơi, chứ bây giờ mà cái mặt bả mà chụp mặt mộc mà đưa lên á, nó là chạy 8 cây số, thấy ghê lắm. Bây giờ bả mà thử bả chụp mặt mộc là các bạn thấy là ôi hổi ôi, bây giờ lên hình nè phải Photoshop. Bả là bả mua cái mua bằng tiền luôn á, mua bằng tiền cái ứng dụng Photoshop mà để cà cái nếp nhăn ở trên cái gương mặt của bả, đi cà cái miệng méo của bả rồi đó, phải mua bằng tiền mới chỉnh nó được cà lại cho sáng, chứ không thôi lên cái mặt thấy ghê quá. Thôi ôi bà con ơi, xả hàng bất chấp vô mua nè các bạn ơi, rẻ mà chất lượng, 49k 99k 199k, mua 1 tặng 2 tặng 3 tặng 4 đây bà con cô bác ơi. Trời ơi, thứ gì mà chịu nổi không. Làm bây giờ làm YouTube cũng không ai coi, mà bán hàng thì cũng ai coi, vậy chứ coi vậy chứ cũng còn một số coi như là fan cuồng fan cứng mà ước mơ được kiếm mấy thằng trẻ trẻ, mấy bà sòn sòn ước mơ được kiếm mấy thằng trẻ trẻ vậy, chứ cũng fan nhiều lắm á. Khi là trai đồng bằng vô nói chút xíu nó bình luận, nó chửi trai đồng bằng, nói mày là tối ngày đi soi mối người ta, mày là cái thằng ghen ăn tức ở, mày là cái thằng nhiều chuyện. Người ta nhiều chuyện mà người ta nhiều chuyện đúng, để chừng nào đi ở trong nhà của mấy anh mấy chị mà có gặp cái trường hợp như vậy mà anh chị cản không được á, và tới chừng đó mấy anh mấy chị chửi ra đồng bằng rồi đó, điện hộ ra đồng bằng, ra đồng bằng giúp đỡ cho nó. Trời ơi, bây giờ gia đình tôi đã gặp trường hợp như vậy rồi, không biết làm sao giải quyết, để ra đồng bằng giải quyết cho đó. Làm đi, ủng hộ đi, rồi mai mốt là biết đâu ở trong gia đình của mình có một hai người lại nó bị như vậy, là tới chừng đó lại nhờ ra đồng bằng nha. Đó, cái chuyện đó là nhờ ra đồng bằng. Trời ơi, ế rồi, bà con ơi, mua giùm méo đi. Trời ơi, méo khổ quá, méo hết tiền rồi. Trời ơi, méo bán ế quá rồi. Hay mua của méo, méo xả hàng. Trời đất ơi, ai đâu mà mua của bà nữa bà cố. Mà lên mà chửi người ta như giống gì trên đó đó. Ai không ưa bà, ai đâu mà ưa bà chứ, bậy. Thấy bà là thấy ớn rồi. Ăn thì ăn tạp, ăn tục, ở dơ, bán hàng kém chất lượng, dơ đồ này cái nọ đó, ai đó mà mua của bà. Cái thời bà hết, thời bà lụi tàn rồi, ai kêu bà đi chơi chung với Hường Hôi rồi làm chi, ai kêu bà dạng như dựa hơi ha, làm dữ dằn rồi, hâm he đồ hết cái này tới cái kia, rồi cuối cùng sao cũng tàn cũng lụi thôi. À, cũng như bà 65 vậy thôi. Bà 65 ở đồng bằng sẽ cập nhật cái thông tin bà 65 vào ngày mai, có cái thông tin hấp dẫn liên quan đến bà 65
Còn bây giờ đã đồng bằng tạm dừng cái video tại đây. À quên nữa, các bạn nào mà có làm mua nhào trị cái đau lưng nhức mỏi, đau nhức xương khớp tốt lắm các bạn. Nhào ủ đường nguyên chất, nhào ủ đường nguyên chất không có hóa chất gì là đường cát với nhào thôi, ủ ra trong vòng 3 tháng mới có một mẻ, trị đau lưng nhức mỏi, đau nhức xương khớp và bị bệnh gút ha. Ai mà nhức đầu chóng mặt rồi nói chung là huyết áp rồi thì rất là hay, rất là tốt. Ra đồng bằng để cái số Zalo, bạn nào mà cần cứ là việc nhắn tin cho ra đồng bằng, ra đồng bằng sẽ gửi. Một chai là 250 ngàn, chưa bao ship, rất là tốt.